Chào các em. Sau đây, cô sẽ cùng các em trả lời câu hỏi số 1, trang 111, sách giáo khoa Sinh học 9. Đề bài như sau: Trong chọn giống cây trồng, người ta đã sử dụng những phương pháp nào? Phương pháp nào được xem là cơ bản? Cho ví dụ minh họa kết quả của mỗi phương pháp đó. Để trả lời câu hỏi này, các em hãy nghiên cứu lại bài 37, Thành tựu chọn giống ở Việt Nam, đặc biệt mục 1 La Mã. Thành tựu chọn giống ở cây trồng trong sách giáo khoa Sinh học 9 trang 108. Cô cùng với các em sẽ đi vào lời giải chi tiết. Qua việc nghiên cứu thông tin trong sách, các em biết được rằng nước ta đã tạo ra hàng trăm giống cây trồng mới nhờ việc vận dụng các quy luật di truyền, biến dị, sử dụng các kỹ thuật phân tử và tế bào, người ta đã rút ngắn được thời gian tạo ra giống mới và tạo những đặc tính quý mà phương pháp Chọn giống truyền thống chưa làm được. Trong chọn giống cây trồng, người ta đã sử dụng các phương pháp chủ yếu như sau. Phương pháp đầu tiên là lai hữu tính để tạo ra biến dị tổ hợp hoặc chọn lọc cá thể từ các giống hiện có. Cô lấy ví dụ, lai giống lúa DT10 có tiềm năng năng suất cao với giống lúa OM80 có hạt gạo dài trong cho cơm dẻo, tạo ra giống lúa DT17 phối hợp được ưu điểm của cả hai giống lúa nói trên. Hay một ví dụ khác, giống cà chua Đài Loan b 375 được tạo ra bằng phương pháp chọn lọc cá thể từ giống cà chua Đài Loan thích hợp cho vùng thâm canh. Phương pháp thứ hai là gây đột biến nhân tạo. Ví dụ, giống đậu tương DT55 được tạo ra bằng xử lý giống đột biến giống đậu tương DT74 có thời gian sinh trưởng ngắn, chống đổ và chịu rét khá tốt, hạt to, màu vàng. Em có thể quan sát thêm ở trên hình. Phương pháp tiếp theo, tạo giống đa bội thể. Cô lấy ví dụ, giống dâu tam bội 3N được tạo ra do lai giữa thẻ tứ bội với giống lưỡng bội, có lá dày, xanh đậm, thịt lá nhiều, sức da dễ và tỷ lệ hom sống cao. Một phương pháp nữa mà người ta cũng thường áp dụng đó là tạo giống ưu thế lai F1 Cô lấy ví dụ, giống ngô lai LVN20 là giống lai đơn ngắn ngày, chống đổ tốt, thích hợp cho vụ đông xuân trên đất lầy lụt, cho năng suất từ 6 đến 8 tấn trên 1 hecta. Trong tất cả các phương pháp tạo giống cây trồng trên thì phương pháp lai hữu tính vẫn được coi là phương pháp cơ bản vì phương pháp này dễ thực hiện trong tự nhiên và tạo ra nhiều biến dị tổ hợp. Đây chính là nguyên liệu cho quá trình chọn giống. Như vậy, Cô cùng với các em đã trả lời xong câu hỏi số 1, trang 111, sách giáo khoa sinh học 9. Cảm ơn tất cả các em.